trước tiên là sẽ dừng lại trước vạch xuất phát này, sau đó anh bật sinh ra trái lên cho em. Đấy, đợi nghe hiệu lệnh của chip, bao giờ chip hô bắt đầu thì mình bắt đầu đi. Bắt đầu. Rồi, bỏ chân phanh ra, sẵn sàng mở côn. Nghe thì tính toang thì bắt đầu tắt xin nhang. Rồi. Cái bài tắt xin nhang này nhá. Bài thi tiếp theo 3 bài giây. Khi dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Trước vạch xuất phát mà không bật xin nhang mất 5 điểm, và sau vạch xuất phát tính toang mà không tắt sau 3 giây mất 5 điểm. Được chưa? Tiếp đi chậm này, nhường đường cho người đi bộ và nhìn cho em này, bên tay trái có gốc cây xoài. Bây giờ vai ngang gốc cây xoài và khuất cái bờ vỉa thẳng gốc cây xoài ra thì dừng lại. Rồi đi đi chậm thôi. Mở côn nhanh hơn một chút nữa. Mình vẫn đang mở côn hơi chậm quá. Đi chậm thôi này. Già chút phanh rồi xe nó sẽ đi chậm. Lên, đứng. Dừng xe chưa đến vị trí. Lại nhá, nhìn này, nhìn này. Đây này. Nhìn lại, đây mới là điểm chuẩn đấy chưa. Vai ngang gốc cây xoài và không nhìn thấy cái bờ vỉa cái thì dừng lại. Bây giờ bỏ chân phanh ra xong mở côn. Đề 3 nhá, vai ngang cột thứ tư là điểm chuẩn. Đấy. 1, 2, 3, 4 đi bên nào thì căn cột bên đấy. Còn chấp nhận mất 5 điểm thì nghe tính to dừng lại thì mất 5 điểm. Bài thi tiếp theo. Bài thi dừng xe và khởi hành ngang dốc. Mở hết côn ra nó tự bò lên được. Đến điểm mà côn phanh nào. Chân đặt sẵn chân côn và chân phanh luôn. Đến điểm mới côn phanh nào. Vai ngang của thứ tư. Đúng rồi, đến này 1, 2, 3, 4 này. Từ nó lên à, không phải côn phanh lên. Đừng có côn sớm xe nó sẽ dừng, côn ở đâu nó sẽ dừng ở đây. 1, 2, 3 rồi. Rồi. Rồi, bây giờ mở côn từ từ, xe rung thì giữ nguyên côn mới mở phanh. Mở côn đi, trên này chỉ có 30 giây để mình thực hiện nhá. Nhớ chú ý là chỉ có 30 giây, quá 30 giây mình sẽ trượt đề 3. Mở côn đừng có chậm quá. Xe rung đúng không, giữ nguyên côn, mở phanh ra. Nếu mà không lên thì mình có thể đệm nhẹ tí ga nó sẽ lên. Đấy, quan trọng là giữ được cái chân côn hay không thôi. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua vệt bánh xe và đường hẹp vuông góc. Tiếp theo này, bài qua vệt bánh xe và đường hẹp vuông góc của mình là hạng B thì sẽ ở ngay đường cua đầu tiên của hạng B luôn. Ví dụ không có xe thì mình sẽ mở rộng lái sang bên phải, làn bên phải luôn, đi làn bên phải. Đấy. Còn có xe mình cũng có thể đi thẳng xuống xong bắt đầu mới cua theo làn bên phải thì để tí mình cua vào kia nó sẽ rộng lái. Đi chậm thôi nào. Đi chậm thôi, từ từ thôi nào. Già côn và có thể già phanh lại. Đấy. Căn gương đến giữa đường nó có chữ B thì bắt đầu cuốn lái vào. Rồi, để tái vào. Trả lái dần nữa. Rồi, dừng hẳn lại để em chỉ nhá. Đấy. Một là mình có thể căn tâm vô lăng thẳng điểm giao nhau giữa vạch trắng và đỏ bên tay phải. Điểm giao nhau giữa vạch trắng và đỏ bên tay phải. Bên này. Điểm bên này này, đúng chưa? Hai là mình có thể quan sát gương thành xe song song và cách vạch trắng ở dưới đường, nhìn thấy vạch trắng dưới đường không? Cạnh bờ vỉa có vạch trắng đấy. Thành xe song song và cách vạch trắng từ 15 đến 20 phân thì xe nó sẽ đi lọt vào vạch bên xe. Thế là cái chỗ mà thành rồi. Đúng không? Cứ thành xe. Tốt nhất là mình cứ căn cái tâm của cái vô lăng ấy. Cứ căn tâm vô lăng trước. Rồi nào đi nhé. Đi đi. Cứ căn tâm vô lăng trước. Đang lệch vào phải rất là nhiều đấy. Quan sát này. Bánh xe nó sẽ đi lọt qua được chưa? Gương đến bờ vỉa thì bắt đầu cuốn hết lái. Đến chỗ này thì mình có thể đi thật chậm thôi. Trả lái dần. Từ từ gương đến bờ vỉa này thì bắt đầu lại cuốn hết lái luôn. Hết. Rồi. Từ từ vẫn trả lái. Rồi bắt đầu trả lái. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Rồi. Hình bên này nó không khác gì hình bến Xuân Phụng. Nó nhưng nó rộng rãi hơn. Đấy, thì cứ nhớ để ý cho em. Những cái chỗ thoáng này anh có thể đi nhanh hơn một chút cho em. Tốc độ nó không quá 20 là được nhé. Đừng đi chậm quá. Những chỗ thoáng thì mình có thể tăng tốc lên một chút. Cứ để tốc độ nó dưới 20 là được. Tiết kiệm thời gian. Đúng rồi, để tránh trường hợp nhé. Vào những cái chỗ lùi chuồng hay ghép ngang, mình có những cái xe khác người ta lùi chậm lâu thì tự nhiên nhiều khi mình sẽ bị quá tổng thời gian và trượt theo họ. Mình sẽ tranh thủ đi đi đạp ga, đệm ga lên. Không kịp rồi, dừng đèn đỏ lại là dừng lại. Để ý đèn nhá. Nếu là qua đấy thì mình đường thoáng thì mình có thể lên một chút, còn không thì dừng đèn đỏ thì sẽ dừng dưới cột biển báo. Ok.
Đấy, vạch vàng nó ngang với cột biển báo thì mình không nhìn thấy vạch vàng thì mình nhớ dừng dưới cột biển báo rồi bắt đầu mở côn là vừa. Mình mở côn chậm thì đợi đèn nó đỏ còn tầm 3 giây bắt đầu mình mở côn thì xem khi đèn nó xanh là vừa. Rồi đệm một chút ga đi qua ngã tư. Đệm nhẹ chút ga. Rồi chậm lại. Rồi. À, đây là điểm đầu tiên có thể xảy ra tình huống này, dừng hẳn lại. Em chỉ cho. Đây. Cái đèn D này nó đang nháy này. Đấy, cái đèn thứ tư ấy nó đang nháy thì ở đây nó sẽ xảy ra tình huống khẩn cấp. Bây giờ trong bài nó sẽ có 3 điểm, nhưng đây là điểm đầu tiên, nhưng đây nó đã nháy đèn D rồi thì ở đây nó sẽ xảy ra. Rồi đi lên. Đi đi. Đi đi. Chuẩn bị xảy ra tình huống xe kêu lên thì dừng lại này, đến mũi tên này xảy ra này. Bao giờ ngắt hẳn tiếng tút này. Đấy, xong nhìn vào đây hiển thị chấm 14 ở đây thì tắt đi. Xong mới đi tiếp nhá. Bài này mà thực hiện sai sẽ mất 10 điểm đấy. Ủa? Nên phải nhớ chú ý nhá. Bài rất đơn giản nhưng mà trừ rất là lặng điểm. Rồi đi. Đấy, nhiều rất nhiều người cũng bị trượt và tâm lý ở cái bài này. Ủa đây à? Bài thi tiếp theo. Bài thi đường vòng quanh co. Tiếp theo là bài đường vòng quanh co. Đường vòng quanh co này thì sẽ áp dụng tiến bám lưng núi bám bụng ở đây. Khi mình ngoặt bên trái thì mình sẽ bám sát bờ vỉa bên phải cho em. Đầu xe khuất bờ vỉa đến đâu thì bắt đầu mình cuốn lái đến đấy. Cứ nhìn vào giữa xe này, đầu xe khuất bờ vỉa đến đâu thì cuốn lái đến đấy. Đi chậm, có thể đi chậm thôi đấy, trả lái dần. Đấy, đầu xe khuất bờ vỉa đến đâu thì lại cuốn lái đến đấy. Rồi, nhanh tay. Rồi, đi ra thì ngoặt phải. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Cứ gương đến bờ vỉa nó cuốn hết lái được rồi nhá. Rồi đến đây chú ý quan sát đèn xanh đèn đỏ luôn, dừng lại luôn, nếu đèn xanh thì mình mới được đi. Đấy, rất nhiều người cũng vừa đi qua đây là không chú ý, làm vượt đèn đỏ mất 10 điểm. Bây giờ là sang cái bài này. Đúng rồi, lùi chuồng, rồi đi đi. Đi thẳng qua nhé, đi đi. Bỏ hẳn chân phanh nhé. Nhớ chú ý em đèn xanh đèn đỏ nhé, đẩy dây nhé. Mình mở côn chậm thì cứ tầm 3 giây đèn đỏ mình bắt đầu mở côn, đèn xanh là vừa đi thẳng xuống. Đây là một chuồng có bài thi tiếp theo. Bài thi gấp xe dọc và nơi chỗ, đỗ. Chỗ này mà nhiều khi người cuống không để ý là lùi vào chậm là nó sẽ bị quá 20 giây không qua đèn xanh đèn đỏ. Đó, tốt nhất là đi xuống những cái chuồng dưới này. Tổng lùi chuồng nó có 3 chuồng nên thoải mái. Ở đây là con 19 đang chuẩn bị ra, mình xuống hẳn chuồng dưới đi cho thoáng. Dừng. Thôi mình vào chuồng này luôn, được căn gương đến giữa đường. Giữa đường nó có chữ B và cái chấm trắng ở giữa đường này, nhìn ở giữa đường ấy. Đấy, gương đến giữa đường bắt đầu cuốn lái vào. Trả lái dần. Rồi. Căn tâm vô lăng thẳng với viên gạch, điểm giao nhau giữa vạch trắng và đỏ. Lúc thi nó sẽ không còn viên gạch đâu. Nhưng nhớ là điểm giao nhau giữa vạch trắng và đỏ chưa. Rồi khi đi vào thì căn người của mình gióng mát sang đến giữa chuồng nữa lên. Giữa chuồng cũng là điểm giao nhau giữa vạch trắng và đỏ nhá, là giữa chuồng. Nữa lên. Cuốn hết lái phải tiến lên. Nhanh tay, trong này chỉ có 2 phút nhá. Thời gian trong bài có 2 phút khi lùi chuồng. Mình quá 2 phút mà không đi qua kia mình sẽ mất 5 điểm. Chú ý này, nhìn gương. Bao giờ đuôi xe che hết điểm trắng thì dừng lại, tiến lên đi. Che hết điểm trắng. Nữa lên. Rồi, dừng lại, cuốn hết lái trái. Vào số lùi. Hết lái trái vào số lùi. Rồi, khi lùi lại thì đầu tiên các anh sẽ quan sát cho em là đuôi xe bên trái trước. Lùi đi. Khi nào thấy đuôi xe bên trái đủ điều kiện, như này là đủ điều kiện vào chuồng này, thì mình quan sát sang cả gương bên phải. Đấy, xem bên phải có đủ điều kiện không. Cả hai bên đủ điều kiện thì bao giờ thành xe song song với đường ống hơi, tức là cái đường màu đen đấy. Đấy, thì dừng trả thẳng lái. Rồi lùi thẳng. Khi thẳng lái rồi lùi thẳng, khi nào nghe thấy tu thì dừng lại. Cứ lùi đi, bây giờ tu thì dừng lại, cứ lùi đi. Rồi, và số tiến đi ra. Rồi, đi ra thì lưu ý là bao giờ vai ngang đường ống hơi ở đầu chuồng thì mới bắt đầu cuốn lái. Okay. Đi đi. Nữa lên. Đấy, thì bánh sau nó mới không đè đường ống hơi.
mình quân lái sớm thì bánh sau lại đè đường ống hơi, mỗi lần đè đường ống hơi sẽ bài thi mất. Tiếp theo bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông mặt phải của vị trí em không cần chỗ này còn đi chỗ này chỗ các đoạn đường nào bắt buộc phải đi ấy, thì mình không cần phải xin nhá. Chỗ đoạn đường qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ chỗ vạch này đè được tất cả các điểm có vạch vàng lét liền thì không được phép đè nhá. Chỗ này có gắn chip không? Vạch vàng lét đứt thì mình được phép đè, được phép vượt thoải mái. Nhưng lét liền đi qua mà chip nó nhận đi sai đường là sẽ trượt luôn. Gắn chip thì nào. Chỗ này thì ngoặt phải, chỗ này không cần phải xin ngang. Trong bài tổng có 4 xin ngang bắt buộc phải có nhá. Bắt đầu, kết thúc và 2 điểm qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Ngoặt phải đi. Đây là cái bảng tín hiệu phải theo. Đúng rồi. Hiệu lệnh phải thi hành. À, ừ đúng rồi, hiệu lệnh phải thi hành. Đi đi. Đấy, đi à. Dừng. Rồi, dừng nè. Đây nhá. Đến chỗ này thì bắt buộc mình phải bật xin ngang này, bật xin ngang trước này, bật xin ngang trái. Đấy, và tiếp theo này. Xe đối diện là xe được quyền ưu tiên. Được chưa? Khi đi qua cùng qua ngã tư đi. Khi cùng qua ngã tư thì mình phải nhường đường cho xe đấy đi trước. Thì mình cứ đi ra từ từ ra đến giữa. Ra đến giữa xe họ đi qua mình cuốn lái là vừa. Đấy. Tránh trường hợp là nhiều người là không để ý nhá. Là cứ thế đi là một là tai nạn. Hai là có nhiều người sẽ có trường hợp là cứ đỗ ở lại chỗ đèn xanh đèn đỏ nhường cho xe đấy đi xong mình mới đi lại thành vượt đèn đỏ. Những cái đó hết trên cua nan rồi. Đúng rồi. Rồi tiếp theo này, vừa nãy mà chưa xảy ra tình huống nhá, thì ở đây là điểm thứ hai có thể xảy ra tình huống. Đấy, và điểm thứ ba là sau bài tăng tốc. Nhớ em ba điểm. Có tình huống là phải đúng rồi và dừng lại này. Đúng rồi. Rồi đi bình thường đi đi đi. Chỗ này nó xảy ra tình huống rồi thì mình không phải đi chậm nữa. Đấy, tốc độ không quá 20 là được. Bài thi tiếp theo. Bài thi dừng xe đi chỗ làm bên có trái đường luôn. Sắt chạy qua. Đi làm bên trái luôn, đi làm bên trái luôn. Thôi đi làm bên phải được, cái này đi làm bên phải được. Nhìn cho em sang bên tay trái nè. Bên tay trái có gốc cây và cái cục gạch đấy. Vai ngang gốc cây và không nhìn thấy cục gạch thì dừng lại. Đi chậm thôi. Có thể ra côn. Cây mà điểm này. Rồi. Rồi đi. Bỏ phanh đi. Rồi. Tiếp theo là bài tăng tốc nha. Bài tăng tốc thì sau khi cua nhá, các anh tạo đà cho em trước là mình sẽ đệm ga dần lên tốc độ nó lên tầm 20 nào là vừa. Đấy, khi cua này. Cứ số 1 này thôi hả? Đúng rồi, số 1 đệm ga dần lên 20 nữa. Rồi tay đặt sẵn cần số này, lúc nào nghe thấy tính to thì đạp kịch côn lên số 2. Áp sát trái kéo thẳng xuống, tăng tốc. Thôi không kịp rồi, thôi dừng lại, dừng trước lần này. Về số 1. Nhớ nhá. Này, số 1 này. Số 1 ở đây này. Số 2 này cứ giữ cái áp sát kéo thẳng xuống là số 2 thôi nhá. Số 1 và số 2. Được. Sau khi tăng tốc lên số rồi thì mình sẽ phải tăng tốc ngay để miễn ở giữa nó nhận tốc độ. Đó. Rồi đi. Đang 20 thì tăng tốc lên bao nhiêu? 25. Đi đi. Miễn ở giữa nó nhận tốc độ tăng tốc. Chết máy. Đạp cái côn lại. Bỏ chân phanh nhá, bỏ chân phanh nhá. Đây rồi. Rồi đi. Và trước biển 20 đỏ cuối đây là mình về được không số 1. Không đạt tốc độ quy định. Đấy, đây là điểm cuối có thể xảy ra tình huống ở đây. Được. Về ghép ngang. Tiếp theo về ghép ngang. Ghép ngang thì cũng sẽ có 3 chuồng. Bài thi tiếp theo. Bài thi ghép xe ngang và nơi đỗ. Thôi đừng ra mạnh quá. Giảm tốc độ đến cua, giảm tốc độ này có thể già chân phanh lại nhá. Đạp côn và già chân phanh lại. Đi luôn. Bỏ phanh nhá, mở côn thì không chết máy. Đợi con 20 này họ sẽ ra trước này. Thì đợi ở chuồng dưới thì mình sẽ đợi ở đít xuống dưới từ từ. Rồi. Cua đi đi đi. Bỏ phanh nhá. Cua từ từ. Thôi dừng hẳn lại. Đấy.
đợi con này đi ra xong mình đi vào. Đi vào thì mình sẽ căn nhá, căn tâm vô lăng thẳng điểm giao nhau giữa vạch trắng và đỏ cái bờ vỉa trước mắt này. Tất cả mọi thứ đều tâm vô lăng ở giữa hai vạch. Đúng rồi. Đấy, sau đó là nhìn bên tay phải thì bên tay phải nó có cái lùm cây, trên lùm cây nó có khẩu trang của cái túi bóng như đấy. Thì mình sẽ căn vai mình ngang cái điểm này, bỏ phanh ra mà côn. Chậm thôi. Nào, nhìn nào, nhìn vai là bỏ phanh ra. Dừng. Đó. Vai nha, khẩu trang nha, cuốn hết lái phải. Cuốn hết lái phải vào số lùm. Rồi nhìn gương trái. Tất cả nhìn cho em góc chuồng nhá. Thấy góc chuồng đúng không? Thở ra tí rồi, nhìn nhá. Bên này chuẩn như này thì nhìn đúng góc chuồng mà hở ra một tí như này. Hở đến chỗ đỏ chứ. Đúng rồi. Chia qua này cứ chia vạch đỏ ra làm đôi. Như vậy rồi trả thằng lái. Thằng lái. Thằng lái. Lùi hai vào vòng. Thôi được rồi, lùi vào. Lùi vào này. Một là bánh xe nó sẽ chạm vào cái vạch ngang này. Hai là nghe tính toang. Muốn hết này trời. Hết này trời. Em dạy này thì để mình nhớ cái điểm là tính toang là dừng được. Lùi tiếp, lùi tiếp sẽ quan sát gương phải này, xem thành xe đủ điều kiện song song với đường ống hơi không. Đấy. Đấy, như này nhá, khoảng cách như này là vừa đủ thôi nhá. Nếu mà rộng nữa là mình sẽ phải chỉnh. Phải chú ý là khi lùi vào mà thấy có khả năng rộng thì mình sẽ mở lái ra một chút để nó sát phải hơn. Đấy, chứ đừng lùi vào như song song như này rồi mà rộng thì chỉnh nó sẽ khó hơn. Giờ trả thẳng lái lại. Thẳng lái hai vòng. Rồi lùi qua vạch vàng này. Lùi bánh xe qua vạch vàng, tu hay không tu thì qua vạch vàng phải dừng lại. Ở như chuẩn như này rồi thì qua vạch vàng chắc chắn nó sẽ tu rồi. Tu này mới nhận bài nhá. Và đi ra. Trong trường hợp không tu mà đi ra, nó sẽ có hai trường hợp có thể xảy ra. Hết lái đúng không? Đúng rồi, một là nó báo ghép xe sai vị trí là mất 5 điểm. Hai là nó báo bỏ bài ghép ngang là sẽ trượt luôn. Đấy, cho nên là phải bài thi tiếp theo. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Rồi đến đây thì ngoặt phải. Ngoặt phải đấy, chỗ này phải bắt buộc phải bật xi nhan. Rồi đấy đèn dừng lại đi. Phải quan sát đèn nhá, có đủ điều kiện để đi qua không. Nhớ là vượt đèn đỏ là 10 điểm ra đi ngay đấy. 10 điểm là vừa đủ điểm đấy. Rồi bắt đầu mở côn là vừa rồi. Quá tổng thời gian. Đệm ga dần lên. Quá tổng thời gian. À, đệm đây là do mình quá tổng chậm thời đấy. Gian. Quá tổng thời gian. Bài thi tiếp theo, bài thi kết thúc. Quá tổng thời gian. Quá tổng thời gian. Xịt rồi đấy. Tính toang của bài thi phải. Quá tổng thời gian. Quá tổng thời gian. Bạn đã thi trượt, xin mời bạn đưa xe về nơi đỗ. Bạn cần phải luyện tập thêm. Mỗi câu quá tổng thời gian đấy nó sẽ trừ của mình 1 điểm. Đấy, cho nên là ví dụ gần về kết thúc rồi mà quá tổng thời gian thì cố gắng đi nhanh lên một chút. Đấy, cứ về đến kết thúc làm sao còn 80 điểm trở lên thì mình sẽ đỗ. Còn dưới 80 điểm thì mình sẽ trượt. Được chưa? Bây giờ về đi lại. Rồi nhớ cho em nhé, tại sao mình quá tổng thời gian. Mặc dù mình không chờ đợi xe nào đúng không? Bởi vì do trên quãng đường của mình đang đi chậm. Đấy, có những chỗ thoáng mình đang đi rất chậm. Nên mình đã bị quá tổng thời gian. Ở đâu đa số vòng đầu tiên này thì mình chưa quen hình thì đa số lại phải nghe giảng dừng.